Ngày xưa chồng cô làm hiệu trưởng ở Hòa Nam, làm hiệu trưởng cấp 2 á, thầy Bính. Lại ố nữa hả? Chưa quen rồi, người quen rồi. Cần rất là nhiều phải không ạ? Học hay luôn hả? Chú Quyền Linh ở các Em tên là Hoàng Ngọc Phú, năm nay 32 tuổi và em tới từ Lâm Đồng. Em làm công việc gì hả Phú? Em là nhân viên IT và hiện tại đã có một cái tiệm nhỏ nhỏ. À, Phú đến từ Lâm Đồng, rồi Phú làm việc ở Lâm Đồng luôn. Đúng rồi. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào quý vị khán giả và hai anh chị. Em tên là Tươi, em 27 tuổi, em cũng tới từ Lâm Đồng. Hả? À? Và... trùng hợp quá. Dạ. Tươi, hôm nay đi với ai? Dạ, em đi với các anh chị em bên nội, bên ngoại và bạn của em ạ. Cả nhà từ Lâm Đồng xuống luôn hả? À, dạ không, nhà em ở trên này hết rồi anh ơi. Em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. À, còn gia đình em, ba mẹ em là ở đâu? Còn ba mẹ em đều ở Lâm Đồng. À, coi như mình xuống đây mình lập nghiệp như này đúng không? Dạ. Mình làm công việc gì? Dạ, hiện tại em là chuyên viên đào tạo của Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ. À, điểm mạnh, điểm yếu của mình đi, giờ giới thiệu cho nhau đi. Trùng khớp cái là quê cùng nhau là thấy tiện rồi đó. Điểm mạnh của em rất là năng động. Và thứ hai đó là cực kỳ có trách nhiệm trong cả công việc lẫn đối với gia đình của em. Em rất là ham học hỏi. Em đã chuẩn bị trước là em có học cả nấu ăn. À. Và em có tham dự một lớp học về guitar. Cô gái này rất là lo xa, rất là chuẩn bị. Hôm nay đến đây là cô ấy có đem theo cái giấy chứng nhận. Chứng nhận là đã tốt nghiệp cái khóa nấu ăn tổng hợp. Ngay đây là một người phụ nữ đảm đang. Kết quả là 10, giỏi. Đây, đưa qua nhà trai tham khảo. Qua tôi lấy luôn. Họ sẽ chứng nhận luôn. Chứng nhận đàng hoàng. Nè, giấy chứng nhận rõ ràng nha, cho mọi người xem. Đặc biệt đàn trai kiểm tra luôn. Đây, bỏ túi để về nấu ăn mà. Ê, kiểm tra không ngon á. Bậy bậy cái bằng của người ta đó, bỏ túi sao được. Không, về để photo soi bằng chính hết á. Dạ. Giữ đi em. À, em không. Rồi, bạn trai, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em nói về điểm mạnh trước thì em ăn nói rõ ràng, nghe được ạ. Thứ hai là em tác phong làm việc tương đối tốt, rất là tập trung vào công việc. Nhược điểm của em thì em hay quên. Đôi khi mà em đang tập trung làm việc mà điện thoại hay đồ gì em dễ cáu. Bây giờ qua tình trường. Tình trường em sao? À, dạ, em trải qua một mối tình cũng khá là nhanh, trong khoảng 2-3 tháng. Lý do sao chia tay nhanh vậy? Dạ, tại bạn nam quê ở Lâm Đồng chị ơi. Chết rồi. Dạ, em xác định em sẽ lập nghiệp ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên bạn nam thì có tư tưởng khác em. Sau đó là tụi em kết thúc. Vậy thôi là tình yêu chưa đủ lớn, gặp người chưa đúng gu. Dạ. Sau câu chuyện đó thì em thế nào? Em nghĩ nó là một cái vấn đề khó khăn đó. Nhưng mà nếu mà mình đến với nhau mà mình tìm hiểu được và lối sống chung thì ở đâu nó không phải là vấn đề nữa. Rồi, được. Tình trường của bạn trai thì sao? Dạ, em thì có 3 mối tình rồi chị. À, em chia tay cách đây cũng khoảng 4 năm rồi. Thời điểm đó thì cũng có ý định tiến tới với nhau. Nhưng mà do hai cái lối suy nghĩ là nó không có không đi cùng đường. Vậy là em không có cái cảm giác mà tin tưởng về phía cô bạn gái. Nên là quen nhau được thêm 3 tháng nữa thì bọn em chia tay luôn. Về cái hình mẫu lý tưởng về bạn gái của em thì em nhỏ người nên em muốn tìm một cái cô gái nào nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Không cần thiết phải quá là đẹp hoặc là cao ráo. Muốn tìm người nhỏ con chút xíu ha, để mình có thể che chở ha. Còn về độ tuổi thì gia đình em có tham khảo đâu đó là độ tuổi 91 đến 94 là rất là hợp với em. Bên kia 9 mấy em? Dạ 91 anh ơi. Rồi được luôn. Vậy là hợp lắm luôn. Hợp rồi. Rồi em gái. À, mình có mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Dạ thứ nhất là về ngoại hình thì em mong rằng ánh không có bị hồ. À, thứ hai đó là xung quanh 1m68. Bạn trai có hô không? Dạ hô em không có đó. Cao được nhiêu em? Em có 1m63 thôi. Được không em? Dạ em tình nguyện không đi guốc. Đúng rồi, bạn kia có thể mang giày độn lên được vài phân mà. Không sao, tiếp tục. Còn gì nữa không? Sống có trách nhiệm và tôi sống lành mạnh. Được không em trai? Anh ơi đừng có hút thuốc nha anh. Em thì dính vào cái gọi là hút thuốc. Còn lối sống của em thì cũng khá lành mạnh. Có một chút hút thuốc, hút nhiều không? Dạ cũng không nhiều. Không nhiều. Chàng trai có vẻ hơi rụt rè, nói nhỏ không quá. Không rụt rè đâu. Vì không nghe rõ luôn á. Anh này rất bật lực chứ không rụt rè đâu. Hơi run đó. Cái vấn đề mà bạn gái nói là cái vấn đề mà ở Lâm Đồng đó. Tự nhiên cái bị mất điểm vậy đó, em thấy thì sao? Dạ không, em thấy cũng bình thường mà bình chị thường. Tại vì trước em cũng quen.
Các cô gái thì cũng hầu hết ở Hồ Chí Minh. Em hay lấy hàng thì khoảng tháng, 2 tháng em xuống thường xuyên. Em nghĩ cái đấy nó không phải là cái cản trở duy nhất đâu. Bao nhiêu lâu thì em sẽ tính tới hôn nhân được? Em thì trong năm là em nghĩ là tuyệt vời nhất. Mọi thứ đã sẵn sàng hết chưa? Gần như là sẵn sàng. Nhưng có khi nào em nghĩ là em sẽ đi xa khỏi Lâm Đồng để lập nghiệp không? Trong cái suy nghĩ của em có bao giờ em nghĩ tới điều đó chưa? Em thì trước đây em cũng đã có ý định lập nghiệp ở Sài Gòn. Nhưng sau một thời gian thì vài cái yếu tố khác nên em sẽ về nhà. Còn em nghĩ là lập nghiệp ở đâu cũng được cả. Em không quá quan trọng vấn đề đấy. Nhưng mà chủ yếu là mình lo được cho người nhà, cho bố mẹ em. Bởi vì em thì con út trong gia đình. Mình có phải làm dâu hay là gì không em? Thấy... Dạ thì bố mẹ em thì cũng khá là dễ tính. Làm dâu thì tuyệt vời nhất. Còn không được thì hai đứa đã ở riêng vẫn ok. Rồi, một chút xíu nữa mình sẽ bàn luận kỹ hơn nha. Em cũng nghe bạn Nam chia sẻ rồi chứ gì? Dạ. Chị thấy là về ngoại hình mọi thứ thì thấy là hợp rồi đó. Chỉ còn lăng tăng ở cái chỗ mà cái công việc, cái lập nghiệp thì hai em sẽ trao đổi với nhau, tìm hiểu nhau. Anh sẽ qua hỏi thăm cô gái này chút xíu. Chào em gái xinh đẹp. Dạ, chào anh. Anh nghĩ thế này nè. Nếu như mà anh này anh phát triển nghề nghiệp trên đó, anh có một chuỗi cửa hàng như vậy luôn thì điều kiện quá tốt. Mình cũng đâu có ngại gì mình trở về thành phố quê hương của mình sống. Dạ, nếu anh có một chuỗi cửa hàng thì cứ may nào đó anh có một cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh không anh? Có một chuỗi thì chắc chắn là phải có ở Hồ Chí Minh rồi. Dạ, tức là nếu mình phát triển được một chuỗi thì mình sẽ có một cái ở thành phố Hồ Chí Minh không ạ? Em muốn hỏi tươi một xíu là tại sao là cứ phải là thành phố Hồ Chí Minh nhỉ? Dạ, có hai lý do. Lý do thứ nhất đó là em cũng đi học và đi làm được hơn 10 năm và em cũng thích cuộc sống ở đây. Thứ hai nữa đó là các anh chị em của em đều hướng sẽ lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Nói tóm lại thế này, mình cũng đừng có xác định bằng mọi giá mình phải ở nơi đây. Ở đâu cũng vậy trơn, ở đâu mà có tình yêu thương, ở đâu có sự nghiệp thì không quan trọng. Nơi đó chính là quê hương của mình. Mỗi người chịu khó thay đổi chút xíu thôi, chứ không phải là bắt buộc ở thành phố Hồ Chí Minh, bắt buộc ở Lâm Đồng. Nói vậy để chúng ta có giải tỏa cái chuyện cút mắt giữa hai đừng bạn bây giờ. Đừng quá căng thẳng về những vấn đề đó. Đừng căng thẳng về vấn đề đó. Dạ, vậy có lẽ cái này nên để em với bạn xem ai thuyết phục nhau như thế nào. Và chúng ta sẽ có thảo luận và đi đến quyết định sau. Em này cũng cá tính lắm nè. Cá tính lắm, cũng quyết đoán lắm. Thôi, được rồi, em gái rất là xinh xắn. Bây giờ nói thêm ý kiến người thân đi nha. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ, như em có trao đổi là em có các anh chị em bên nội, các anh chị em bên ngoại và bạn bè của em ạ. Cho chị gặp người bên nhà gái đi. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, gia đình nhà bạn Nam và quý vị khán giả ngày hôm nay ạ. Em tên là Mỹ, em là chị gái của Tươi. Thì thực ra là hai chị em cùng tham gia chương trình nhưng mà duyên của em gái em tới trước cho nên bạn ấy có mặt ngày hôm nay. Là em cũng đăng ký tham gia luôn đó hả? Dạ. Thì em có đôi lời nhận xét về em gái em. Thì bạn ấy là một người phụ nữ khá là hiện đại ạ. Ở gia đình thì bạn ấy cũng là một người rất có trách nhiệm. Thì thực ra là do khi mà kể từ khi em đi làm hay đi công tác thì bạn ấy hầu như là người quản xuyến tất cả các công việc của gia đình. Còn về nhận xét về bạn Nam thì em thấy bạn Nam khá là thú vị ạ. Và bạn ấy cũng có cái tư tưởng rõ ràng, có công việc ổn định. Tức là bạn ấy có chí tiến thủ thì điều này rất là tốt ạ. Em mong muốn là em gái em bấm nút ạ. Rồi, cảm ơn em. Em trai đi với ai? Em đi với mẹ em, bạn thân và các anh chị. Cả nhà từ Lâm Đồng vào luôn nha. Rồi, chào gặp mẹ, chào cô. Xin chào chú Quyền Linh, xin chào cô Cát Tường. Dạ. Chào gia đình bạn gái cùng toàn thể các khán giả trong trường quay. Trước tiên là gia đình cô xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho gia đình cô được có điều kiện và gặp gỡ ngày hôm nay. Phú là con trai độc nhất trong nhà. Nhà có hai chị em thôi. Và nhà cô ở Hoàn Ninh, Di Linh, Lâm Đồng. Thì ở đây thì nói về Phú thì là cô cũng mong là có con dâu lâu lắm rồi. Phú ơi, mẹ thấy cô gái này thì cũng cá tính, nhìn thì cũng dễ thương, lanh lẹ, hoạt bát. Nếu như theo mẹ thì con cũng bấm nút được. Tuy nhiên thì như bạn gái thì muốn là ở thành phố Hồ Chí Minh thì đúng là con trai một, nhưng mà nếu về tình yêu của hai con mà chấp nhận được thì cô cũng sẽ sẵn sàng. Mong rằng con sẽ thôi thì cũng là muốn nói rất nhiều nhưng thôi nhường lại quyền cho con. Xin hỏi đàn gái chút xíu, hồi nãy đàn trai phát biểu đàn gái ồ lên hoài luôn. Sao vậy? Lý do sao vậy nha?
Con chào cô ạ. Thì thực ra nhà con ở Hòa Nam, thì nhà cô ở Hòa Ninh, con nghĩ là chắc cách nhau chỉ có khoảng 10 cây số. Chưa, khoảng chục cây thôi. Vậy thì cũng rất là trùng lập thôi. Ngày xưa chồng cô làm hiệu trưởng ở Hòa Nam, làm hiệu trưởng cấp 2 á, thầy Bính. Lại ôi nữa hả? Quen rồi, người quen rồi. Cần rất là nhiều phải không ạ? Học thầy luôn hả? Chú Linh ở Tường. Thực ra là thầy Bính là cái năm đấy bọn con học là thầy Bính là hiệu trưởng của bọn con, và bọn con biết thầy Bính và thầy Bính cũng biết bọn con luôn ạ. Trời ơi, hay quá. Phải nói nãy giờ mình trùng hợp rất là nhiều thứ ha. Phải nói là duyên đó. Hình như ở rất gần với nhau, thậm chí là chung trường với nhau, mà bây giờ mới gặp nhau ở đây, mới biết nhau ở đây. Đó, cái duyên có thể nói là khó bao giờ có lắm. Chúng ta cho một tràng pháo tay cái duyên đó đầu tiên đó quý vị. Còn bây giờ để xem hai bạn ấy duyên như thế nào nha. Kéo màn. Xin chào, anh có một quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em cũng có quà tặng anh, mà tuy nhiên em không nghĩ là anh tới quê Lâm Đồng. Mang cà phê đúng không? Dạ, đây là cà phê Răng Xay thương hiệu Lâm Đồng. Dạ, cảm ơn anh. Cái này đi em, cái này luôn đi, rồi mình nói chuyện sau. Nãy giờ cảm xúc nhiều lắm. Âm nhạc lên cho nó tăng lên cái cảm xúc lúc này. Em xin phép đàn một khúc nhỏ của bài Cơn Mưa và Giọt Nước Mắt. Em xuống đây là bao nhiêu lâu rồi? Em xuống đây bắt đầu từ năm 2009. 2009 là năm anh đi về đúng không? Năm em đến là năm em đi. Đúng rồi. Có khi là, ủa mà sao ở Hà Nam là khu vực nào mà anh hay đi sửa dạo lắm? Anh ơi, có chừng nào anh sửa wifi nhà em không ạ? Cũng có thể đó. Em thấy anh thế nào? Dạ, thứ nhất điểm cộng đầu tiên đó là mình cùng quê. Thứ hai đó là ấn tượng đầu tiên là rất là chân thật và có thể tin tưởng được. Ok, thì anh thật mà. Ngoại trừ công việc thì anh có mối quan tâm nào khác, ví dụ như các chương trình từ thiện, hay là tham gia học một môn ngôn ngữ, hay là môn thể thao, có không anh? Cái đấy thì trước anh có. Bây giờ thì thứ nhất là tiện anh mới làm. Công việc của anh nó tương đối là nó giết thời gian, nên là anh không có tham gia được. Còn trước đây thì anh cũng đã từng tham gia rất là nhiều. Em có hay đi đúng không? Dạ, em cũng có tham gia một vài chương trình từ thiện. Và em thích học, thích chơi thể thao. Em có bơi lội. Và em cũng thích là có chơi được một môn nhạc cụ nào đó. Rất là vui vẻ trong cuộc sống. Anh thì cũng đang tập. Anh tập gì ạ? Anh tập guitar. Bây giờ chúng ta chỉ còn 30 giây nữa. Các bạn hãy kiểm chứng lại từ nãy giờ tất cả mọi điều đang đến thế nào. Thực sự đây có phải là một đối tượng để mình tìm hiểu để tiến tới hôn nhân hay không? Xin mời hai bạn. Cô gái này thì rất là dễ thương, bản lĩnh thì có thừa, nên là có khả năng mình sẽ xung đột với nhau hơi nhiều. Nhưng anh nghĩ cái xung đột đó trong tầm kiểm soát được, và anh rất mong mình có một cơ hội để đi được đến cuối con đường với em. Rồi. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với nó. 1, 2, 3. Giấy tốt nghiệp vẫn còn. Gửi cho đó, rút về hai người xem. Và đây là chiếc vé xem phim của Cùng Rạp Cinebox 212 chiến thắng gửi tặng các bạn. Vẫn là thủ tục của chương trình. Em tên là Hồ Văn Long ạ. Em đến từ Đồng Nai, Biên Hòa, Đồng Nai. Em quay ở Nghệ An ạ. Em năm nay 26 tuổi. Em làm nghề gì Long? Dạ, em đang làm công nhân sản xuất hóa chất của nhà máy hóa chất Biên Hòa. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào tất cả khán giả đang xem chương trình. Em tên là Đào Thị Kim Liên, năm nay em 25 tuổi. Dạ, quê em ở Quảng Ngãi và em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh.
Ủa em ở Biên Hòa là khúc nào vậy em? Tại đang ở phường An Bình ạ. Vậy là mình lên thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 45 phút ha. Dạ. Vậy cũng gần, được. Nhưng mà em gái quận mấy? Dạ em ở quận 12. Ồ. 12, dạ, hơi xa. Quận 12 thì đi không? Quận 2 đi gần ạ. Đi gần hơn. Gần hơn hả? Ừ. Ồ, vậy hả? Gần lắm. Rồi. Em hãy nói cho mọi người biết điểm mạnh và điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em là đam mê thể thao ạ. Chơi thể thao môn gì em? Dạ, em mạnh về bóng đá, bơi lội, biết làm tất cả các công việc trong nhà. Vậy còn điểm yếu? Đó là chất giọng em nói là hơi khó nghe. Ừ. Nên là những lần đi xin việc với ấy là hơi bị ha. mất điểm ở ngôn ngữ. À. Không, bây giờ không quan trọng đâu, ta nghe được hết á. Quan trọng là năng lực của mình thôi, mình chứng minh được thôi. Còn bạn gái, điểm mạnh yếu thế nào? Dạ, điểm mạnh của em là em rất là nhiệt tình, hay giúp đỡ mọi người. Ừ. Dạ, yêu thương, chăm sóc con nít. Em thích chơi thể thao. Thể thao môn gì? Dạ, đá bóng. À. Vậy, trời đất ơi, đá bóng luôn hả? Đá vị trí nào em? Vị trí nào em đá không được chị? Ghê vậy? Dạ. Ông, hai bạn trao đổi với nhau chút xíu vậy, đá bóng coi mình có am hiểu không? Em đá ở vị trí nào ạ? Dạ, hồi lúc trước thì em làm thủ môn. Dạ, sau đó thì em lên em đá ở tiền vệ luôn anh. Dạ. Em thì chị anh đá về tân đào á. Dạ. Bạn trai nói em nghe rõ không? Dạ cũng được. Cũng được ha, đâu có gì đâu, bình thường. Em ở quận Ngài là ở huyện nào vậy ạ? Dạ em ở Bình Sơn anh. Bình Sơn là gần quận Nam. Dạ đúng rồi. Gần dạ. Sân bay Chu Lai đúng không? Dạ đúng rồi. Hồi em học ở Quy Nhơn thì có quen nhiều bạn ở quận Ngài lắm. Đừng có nói bằng được. Không. Vậy là gần rành Bình Sơn rồi đó. Dạ cũng có quen bạn ở Bình Sơn. Điểm yếu của bạn gái là gì? Em nấu ăn không được ngon vậy. Không phải là không được ngon mà em nấu ăn, em ăn thấy ngon mà mọi người không ai chê. Cuối cùng em ăn mà. Dễ thương không? Ok, mốt nấu có bạn trai ăn phụ ha. Dạ. Rồi tình trường thì sao em? Dạ em chưa trải qua hết tình. Vậy là chưa có trải dạ. nghiệm gì dạ, hết, nụ hôn đồ chưa dạ. có luôn. Dạ. Trời ơi sao uổng vậy em? Bữa nay tranh thủ nha. Dạ. Bữa nay hôn nha. Cố gắng bữa nay hôn nha. Em trai bên đây nghe nói thèn thùng rồi nè. Có hôn chưa? Hả? Có chưa? À, có rồi. Mấy mối tình rồi em? Dạ em có một mối tình thời sinh viên ạ. Thôi mối tình sinh viên là những mối tình đầu nó tràn đầy những ký ức ha. Dạ. Mình bỏ qua đi. Rồi, bây giờ muốn đưa ra cái mẫu người lý tưởng mình tìm kiếm là như thế nào? Cao khoảng 1m65 vậy. Có dư không? Luôn, dư luôn. Dư, rồi tiếp. Dạ nhìn bình thường thôi, đừng có đẹp trai quá. Sao ủa? Vậy? Dạ đẹp trai, để nhìn thôi. Còn yêu là yêu người bình thường thôi. Mũi miệng có tiêu chí gì không? Dạ không, cứ nhìn bình thường, đầy đủ là được rồi. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Xăm hình, nói dối. Hỏi các bạn nó có xăm không? Dạ, bạn có xăm không bạn? Dạ, dạ luôn hả? Mình không xăm hình ạ. Kêu bằng anh đi. Anh với mình gì, ừ. Tự tin lên. Anh luôn. Anh có hay nói dối? Dạ, nói dối thì không ạ. Dạ anh có hút thuốc không anh? Thuốc thì em biệt hút nhưng mà em không có hút. Em cái gì? Người ta đang hỏi anh mà anh em cái gì? Thuốc không hút á. Anh không có hút thuốc em ơi. Nói lại coi. Anh không có hút thuốc. Rồi bạn trai, mình tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Về ngoại hình thì bình thường, không cần xinh quá. Hình dáng thì cao khoảng 1m53 trở lên là được rồi. Thân hình thì không mập không ốm. Tóc thì thế nào cũng được nhưng mà đừng tomboy. Tức là cắt ngắn quá đúng không? Dạ. Rồi đến qua có tomboy không nha. Em không thích gì ở người con gái nhất? Ăn chơi lêu lỏng. Ăn chơi lêu lỏng. Để anh hỏi cô gái đó làm sao. Ô dạ, chào dạ. Gái dễ thương quá. Em có ăn chơi lêu lỏng không? Dạ có ăn, có đi chơi nhưng không có lêu lỏng. Không có lêu lỏng không? Dạ. Có hút thuốc uống rượu không? Dạ không. À, tại vì trai này hỏi kỹ lắm. Nhưng anh kia anh cũng dễ thương, anh hiền lắm. Ha, em bên đây cũng xinh. Nãy giờ em cảm giác hình dung ảnh là người thế nào? Hiền lành. Nhút nhát nữa. Thậm chí người rất mạnh mẽ nhưng mà hình như tính hơi nhút nhát chút xíu. Dạ. Rồi. Hẹn hò hai người chiều chiều rủ nhau đi đá banh là vui rồi. Em cũng dễ tính. À nếu được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Tìm hiểu kỹ khoảng 1 năm. 1 năm. Mình có yêu cầu gì phía nhà trai nữa không? Dạ thôi được rồi. Làm dâu được không? Dạ được. Được ha. Anh đi đâu là em theo đó đúng không? Dạ. Rồi, được. Cô này rất dễ tính. Chào chị. Rồi, chào em. Dạ. Đẹp trai cũng được, à. Thể thao. Hiền lành chắc nữa. Ha, hiền lành. Mà sao tình trường còn yếu quá ta? Dạ, em hiểu tại sao luôn á. Chắc là em hơi nhát.
Rồi ai đăng ký cho em đến chương trình này? Dạ, đăng ký đây là em tự đăng ký. Mọi thứ sẵn sàng chưa? Công dạ. việc ổn định chưa? Công việc em thì ổn định rồi. Vấn đề kinh tế thì nhà em có nuôi bò với hai lần thôi. Nuôi ở đâu? Nuôi ở quê. Rồi đám, sao rồi đám cưới là tính là quỷ diệt ba con đó đó hả? Làm hết luôn á hả? Dạ làm hết, thiếu thì mua thêm. Đó là còn mua thêm. Coi như là đãi đám cưới đó. Con bò dạ, hai heo là chuẩn bị để đãi đám cưới đó. Bây giờ mình lập nghiệp trong này luôn đúng không? Dạ em nội dung là tương lai em lập nghiệp trong này. Rồi bây giờ nè, cơ hội ngày hôm nay. Tự tin, bản lĩnh, dạ. thuyết phục được bạn gái. Dạ. Lát ráng có cái nụ hôn chứ cô này chưa hôn luôn á. Em đi với anh trai. Dạ, dạ trai em đi với anh họ của em. Vì là các bạn làm cùng công ty. Nói chung là nhìn bạn gái bên này thì cũng dễ thương. Anh nói cũng dễ nghe đấy. Trời, anh cũng mắc cỡ nữa hả? Theo anh có bấm nút không? Cũng bấm được, không sao. Ủa anh có vợ chưa anh? Có rồi. Mà sao anh rụt rè dữ vậy? Còn người bạn nào nữa không? Có. Dạ em thấy bạn gái này dễ thương. Cũng hợp với bạn Long. Dạ. Bạn này có nhiều người để ý không? Không, bạn Long ít người lắm. Ít tại lắm. Đi làm về thì cũng đi chơi với tụi em là chủ yếu thôi. Chơi với anh trai nhiều lắm hả? Dạ đúng rồi. Có quen anh trai nào không? Dạ không. Rồi, được rồi. Dạ. Cảm ơn em, vậy yên tâm rồi ha. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với dì, em họ với lại bạn thân của em. Dì thấy em trai này được không? Dạ được. Dạ, chào chào dì. Dạ. Dạ, nếu mà đồng ý bấm nút thì nói giống là qua thời gian hẹn hò. Nếu được thì chúng cháu tiến tới hôn nhân. Thì trong hôn nhân thì cháu cố gắng chăm lo cho em. Dạ là không được. Chị có hay coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Dạ có nhưng mà nó run quá. Rồi cảm ơn dì. Đại diện hai gia đình thì cũng ủng hộ rồi. Quan trọng là do các bạn thôi. Bây giờ mình kéo màn lên đi. Đó, mời em. Mình có món quà tặng bạn. Dạ em ơi. Đứng lên chào xong rồi quên. Bạn ở Bình Sơn ở xa nào? Ở Bình Mỹ. Tự tin lên rồi đó. Dạ, chị nói anh rồi. Có hay về quê không anh? À, về quê thì một năm anh về một lần. Đi qua Quảng Ngãi nhiều. Em làm ở quận 12 luôn à? Ở phường nào? Phường Thế An anh. Ngay chỗ ngã tư ga. À, ngã tư ga anh biết. Dạ. Anh hồi cùng làm với Bình Tân hay đi qua quận 12 nhiều. Sao nơi nào cũng đi qua cho người ta. Nơi nào có cô ấy là có anh ấy. Rồi em cảm nhận cô gái trước mặt như thế nào hả em? Dạ, bạn gái rất xinh gái. Bạn gái cùng hiền. Thích chưa? Dạ thích. Hồi bạn học ở đâu ạ? Anh em hỏi lại. Hồi em học ở đâu? Dạ em học ở trong này luôn. Trong này luôn á. Em biết Nghệ An không? Dạ. Em có muốn về Nghệ An? Anh dẫn em về thôi. À, nếu anh về dần về thì được á. Dạ. Cảm nhận về anh sao? Hỏi đi, trời ơi mạnh mẽ lên. Sao nhìn nhau im re vậy? Hai người này yêu nhau chắc nhà nhìn nhau cười suốt luôn á. Muốn hôn không? Chủ động đi, hẹn hò sao? Đi làm xong về thì em thường làm gì? Em về nhà, em ở nhà và... Em ở đó, em ở trọ hay là ở... Dạ em ở với dì luôn. Ở với dì. Dạ. Nếu làm đó thì buổi tối là em rảnh hết trốn? Dạ, tối em đâu có làm gì đó. Tối nào anh rảnh hết á? Nếu em rảnh thì anh lên này chờ đi uống nước, cà phê gì đó. Dạ. Hoặc đi xem phim. Anh thấy ở Quảng Ngãi có mịch nha vì là có cụm Quảng Ngãi á. Em về quê hay đưa ở đó vào trong này cho bạn bè hoặc là em? Dạ có anh. Khi nào em về quê đưa vào cho anh với? Dạ rồi. Trời ơi, gì xin ăn đây nữa. Nếu mà mình tiến tới thì em nghĩ là khi nào là mình có gia đình? Dạ khi nào đủ hiểu thì sẽ tới. Nếu có gia đình em muốn có mấy đứa con? Đông vui. À, nếu đông vui hợp với anh. Em thấy chàng trai trước mặt như thế nào? Đúng ý em không? Dạ hơn. Hơn. Giờ có bài hát nào tặng hát nhau cho đỡ rung hồi hộp chút xíu đi. Em có một đoạn hả bài trong bài Vì Chị Nhà Em thôi. Ừ. Em xin trình bày. Rồi. Đứng gần bạn gái nhìn bạn gái hát em. Ngọn nến lung linh thắp sáng lên một ân tình làm anh thổn thức. Vì đôi mắt ấy dịu dàng, anh sẽ vô tư chờ đợi bên người con gái trong mộng của anh là em.
tình ta sẽ bình yên. Nghe được không? Dạ được. Nghe thấy nhắm mắt không vậy? Thích không? Dạ thích. Rồi, chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ của mỗi người. Suy nghĩ thật kỹ. Đặt tay vào nút bấm. Đưa ra quyết định. Sau 3 tiếng đếm các bạn phải tiến hành bấm nút hay là không bấm nút, tùy các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Đỏ rồi. Vui quá. Nhìn thấy hả? Vui quá. Nắm tay nhau nào. Đó là sự thật rồi đó. Hung đi nào. Nụ hôn đầu tiên đó. Con xin phép gì cho con hôn bạn? Từ từ đấy, người ta chuẩn bị tâm lý chứ. Nụ hôn đầu tiên mà. Nào chuẩn bị, bắt đầu đi em. Từ từ, để đi, để nguyên, để nguyên, để nguyên. Cảm nhận nụ hôn đầu tiên như thế nào em? Em run. Sao rồi em sao mặt tái me tái mét vậy cưng? Thích không? Vậy là hai con heo với con bò mệt rồi.